Thế họ cắt từ bên này qua bên này luôn á, thấy sợ quá. Brother, Hello, xin chào mọi người, mình tên là Mimosa Nguyễn, mình đến từ Mỹ. Mình đến với Can Ho thì mình hút mỡ bụng và mình thấy ban đầu thì mình cũng thấy sợ. Nhưng mà khi mà mình trải nghiệm xong rồi thì mình cảm thấy rất là khỏe, không có gì đau đớn gì hết trơn á. Cái bụng của mình thì tự nhiên tăng cân quá trời luôn. Mà mình cũng mới đây thôi, mới bị mấy tháng này thôi. Tăng cân rồi mình thấy mình khó chịu, mà mặc đồ không có được rồi, không có được đẹp nữa. Rồi bạn bè nó cũng chê, nó cũng kêu nói mày về Việt Nam mà mày không có làm mà mày còn vác cái bụng mỡ về nữa. Lúc đó mình ở bên Mỹ mình cũng coi được những cái livestream của cái bệnh viện này rồi. Cho nên mình về thì mình lên mình tư vấn cái mình làm luôn. Đúng rồi. Với lại chỉ có mấy người bạn ở bên Mỹ cũng về mà họ làm bên chỗ khác. Thế họ cắt từ bên này qua bên này luôn á, thấy sợ quá. Nghĩa là cắt da đúng không chị? Đúng rồi. Đó, tại vì bên cái phương pháp này thì nó không có cho không có săn lóng gì hết trơn á. Có nghĩa là cái mỡ mỡ được lấy ra rồi thì cái vùng da dùng đó sau một thời gian nó sẽ đàn hồi lại, tại vì cái sóng ultra nó sẽ giúp đàn hồi da và da chúng ta sẽ đàn hồi lại theo khi mà chúng ta chịu khó đeo những đai định hình, đeo đai latex á. Khoảng thời gian sau là bắt đầu nó sẽ hồi lại dần dần và nó cải thiện trông thấy luôn. Với là trải nghiệm mọi người thấy không? Mọi người thích lắm luôn á, khi mà mình thấy được cái mỡ của mình nó ra đó. Chị mình mỡ của mình được 2 lít 2. Lấy ra một cái lượng mỡ mà thực sự ra rất là mà không có một tí máu nào ở trong mỡ luôn đó. Tỉnh táo mà khỏe re luôn, có gì đâu đâu. Đó, mà lúc mà đánh cái máy để tan mỡ chị cũng không thấy đau gì hết trơn luôn á. Thì mình muốn nhắn nhiều bạn bè của mình ở nước ngoài, nếu mà ai mà về đây thì giá cả thị trường nó cũng rẻ nữa, chứ không quá mắc mỏ, mà rất dịch vụ rất là tốt. Phải chọn Lipo Ultrasound có eo thon nhẹ nhàng.